Thưa quý vị, mới đây hãng Huawei đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu đồng hồ thông minh Huawei Watch GT4. Với những nâng cấp về thiết kế và thời lượng pin cùng với lại chất lượng màn hình sắc nét thì đây không chỉ là một món phụ kiện thời trang mà còn là một công cụ vô cùng hữu ích đối với người tiêu dùng. Trong lần ra mắt này, Huawei Watch GT4 được giới thiệu gồm hai phiên bản 41mm và 46mm với tổng cộng 7 lựa chọn khung và dây đeo phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Cả hai phiên bản này đều được trang bị màn hình AMOLED cùng với độ phân giải 466x466 pixel giúp người dùng dễ dàng đọc các văn bản nhỏ. Trong đó, mẫu 41mm được trang bị màn hình 1,32 inch và mẫu 46mm sẽ có màn hình 1,43 inch. Về thời lượng pin, với một lần sạc, biến thể 46mm có thể sử dụng khoảng 14 ngày, trong khi đó biến thể 41mm có mức sử dụng tương đương 7 ngày. Việc sạc pin được thực hiện không dây bằng sạc tự tính với đầu sạc USB-A giúp quá trình sạc trở nên nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, ngoài những yếu tố trên, Huawei Watch GT4 còn là mẫu đồng hồ thông minh, sở hữu đầy đủ các tính năng về sức khỏe và thể chất. Khi đi kèm Huawei Health, sản phẩm sẽ giúp theo dõi bước đi, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, nhiệt độ da và mức SpO2, cùng khả năng theo dõi nhịp tim 24/7. Nhờ khả năng chống nước 5 ATM và IP68, người dùng có thể yên tâm hơn với các môn thể thao dưới nước. Ngoài ra, đồng hồ cũng có thể ghi lại khoảng 100 bài tập, hoạt động và môn thể thao khác nhau. Huawei Watch GT4 mang đến cho người dùng trải nghiệm smartwatch khác biệt, có thể cá nhân hóa hành trình thể thao, cũng như thể hiện phong cách bằng thiết kế và công nghệ. 7 mẫu đồng hồ của chúng tôi có thiết kế ấn tượng, cùng nhiều màu sắc để người dùng có thể tự do chọn lựa. Bên cạnh đó, chăm sóc sức khỏe và luyện tập cũng được nâng cao với TrueSync TM 5.5 Plus. Đặc biệt, thời lượng pin của Huawei Watch GT4 lên đến 7 ngày, thậm chí là 14 ngày. Với định vị thương hiệu mới mang tên dẫn lối phong cách, Huawei sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm để người dùng có thể tự do chọn lựa phong cách cho riêng mình, song hành cùng chăm sóc sức khỏe và tập luyện khoa học. Việc sở hữu đầy đủ các yếu tố về thiết kế và hiệu năng giúp Huawei Watch GT4 là mẫu đồng hồ thông minh có sức cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về thiết bị đeo tay chuyên dụng,